Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thật. Xin chào nhau, xin chào tôi và xin chào cả sân. Chuẩn bị chúng ta cần có 900ml nấu con. Một trăm năm mươi năm đường có một câu điểm ta chọn đường tổng hợp đường là điểm hai điểm không nhưng mà cái gì hai cái thứ con đang có một đường từ từ thấy về để tránh tránh được học chúng ta hôm nay là kết thúc. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.